miền bản tục ở Đỏ Pì trong bị ôn hợp S ôn cả bầu Pì một vịnh nhé. Rồi chẳng như mà mơ ủ thì hỏi chẳng cũng đôi tao là viên của thịt kỳ mi mua chùm nguồn ủ thọ thà thì mà thịt kỳ mũi cư ở mê tàn chẳng như họ S bây giờ chẳng S đôi xa tay ở cặp bán nhưng khánh tha cặp bán vì ở mình là trong sự tập cái rất buồn chẳng buồn nó bầu bầu chùm nguồn nitrogen nitrogen mình là trong sự tập cái mùi xa viên bên mán viên miên buồn là tàu chẳng nhưng còn là buồn nào chẳng nhưng khánh tha viên bên electron sẽ lấy viết cư cùng vầy electron cùng vầy electron chung rõ ai sẽ lực phí mà rõ thuê tài electron với mát cho nhân dược cùng vầy chạy năng phí với khuyến 4 thuê tài electron chắc như tôi sẽ ban tập rung rồi vi bạc nít đòi cả bao nâng vi chi chùm nụ đi miền là electron sẽ lấy nâng tràn trên hydrogen chẳng vi tra ban kia chưa rớt chi ở tàu đá còn nó electron sẽ lấy nâng chung với cả bao nâng mình buồn mùi từ bảy buồn nó chọc cho mùi nặng hydrogen đã mình electron sẽ lấy viên mùi mùi nó sẽ chung với cả bao cho mắt chẳng còn dương và các bạn thì chị buồn chơi ta lại trống đòi hydrogen group tăng cho bạn ạ thật ta cứ bây giờ lại trống trái hay trong này có báo miên còn bây giờ lại trống trái rồi có buồn chơi ta nằm cho mũi tí bay buồn hay ôm ôm bà chăm cho thắng là nó dương ruột bao hydrogen phong bao cả bao phong ban đai men chẳng cứ ban để xa ấy để xa ta cana na việc đã hôn là lệch trong mình ta sầm pon thuê ta sầm pon nó cứ chia bằng rùm chẳng vì chia bằng itro sen phong là bằng cả bằng phong á hay dùng mơ u tho thì biết cứ tập oxygen nế đây là dùng khuyên tha itro sen vì mình lệch trong tập cả phí lệch trong tập cả mỗi hai bàn tay của mình pìa tàu chẳng dùng quần phí má oxygen mình lệch trong tập cả nó cùng mùi bàn tay của mình pìa tàu lại chứ dùng quần dùng phí mà chấm dương ban là buôn electron sợi hay dương rộng SLP máu dương dục đặc buôn chạy phía cư vương miên buôn thuê tài electron sợi buôn thuê tài electron hay và tọa máu dương mơ tùm rung là vì tùm rung là vì đào y trô sẽ nó vi miên electron sợi tọa cao với tầm mùi chấm hay dương mơ tha tá dương cu chưa được mùi ná chìa tôn và đá chứ dương đâm tha anh thiệt na đầm là electron sợi nó chấm cứ dương chưa được vi chìa tôn cả đá chứ rồi viên oxygen hay là hydrogen nhưng khi tha oxygen miên là electron sợi nó chấm chìm hydrogen chấm dương chưa được oxygen chìa tôn cả đá hay tới dương được say bạn thì máu đòi oxygen như miên là electron sợi để tập chụp nó vì chấm còn tại hydrogen miên tầm bùi chấm như đậm song thang á chứ oxygen đi chỉ atom còn lại chứ đã vô tầm pi tầm khí hay hydrogen được đặt một hàng hay electron đại nơi sói được đặt nơi hàng thang chứ má chấm vi ở bậc cao ban được chia phê ta electron sẽ lấy nơi chung với hydro nơi chung với oxygen á sẽ bạn này nhé hay cho nó được to tiết dương mà mơ về ta để dương chưa được giờ tôm và đá tận chứ bớt sinh chỉ thiệt năng ở về khoảng tới dương từ xây ban chùm rộng tràn chúng dùng trong chưa rồi mùi na để trong trong chương cười chúng spawn hoa dioxide dùng rock ice vi máu chúng luôn electron sở bảo vi máu chúng spawn hoa luôn electron sở bảo cái của mũi oxygen nhưng của mũi đá bàn tay vi nhân tiền tôm nhưng quần tùy máu chắc là còn vài electron và lỏng hay do dùng rock ice lực phí rồi thuê ta electron dùng nhiều đồng vài chành phí cứ cùng quần thuê ta electron hay còn nói dùng cù vi bàn chồng chà dương khơi cái này nó như mình tục ấy này dương mơ tha rồi viêm oxygen hay năng ở spawn hóa cứ bị miên electron sợi rồi cái chân luôn vào lòng bằng viên nó cứ pi smart này ta dương mơ tha ta môi ná mình là tôm tràn chiềng chẳng đợi oxygen mẹ tôm với tràn chiềng chẳng với trớ đa tua chi ở tôm này là song kháng đa spawn hóa vì miên chân luôn là tôm tạch chiếng với trớ đa tua chi ở tôm là tọt màu tiếp dương ở tôm ở tôm cái đá và tôm ấy dùng đặt viên song khang song khang song khang spawn thôi cho nó phần tái dùng mưa tha oxygen viên miên đầy pì rồi chứ dùng đặt chuột tới chứ mùi dùng đặt chuột pì tới hai thằng đấy mùi tiệm máu dùng đặt chuột tầm mùi thì hay đặt pì tới dương khôn tha spawn thôi nó bị làm mình tụ vật chìm miền hạt ấy nó bởi sao ta ở một tục với chúng bởi vì là một tục với chúng là sao ta biết khoai lại trống và lòng bảo vệ chân dương thơ mạch đó nhưng rộp này để xa nít bi thuê ta lại trống bằng tay viên miền lại trống sẽ lấy bắt spawn thua nó tập bí nó mùi bí mấy bốn hai mươi chung mùi lại mùi tiếp rằng bằng tay khiếp bất spawn thua viên miền lại trống sẽ tốt cái nào biết của mùi chân tuyên là viên
ខ្វះអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងវាឡើងបន្ទុកវិជ្ជមានដល់ពេលអុកស៊ីសែនយើងឃើញថាអុកស៊ីសែននេះឡើងបន្ទុកអវិជ្ជមានមានថាវាលើសអេឡិចត្រូនឡើងរបស់វាអញ្ចឹងរាប់ទៅ1 2 3 4 5 6ហើយ1នេះជាប់ជាមួយស្ពាន់ថងអញ្ចឹងវាឡើងដល់ទៅ7អញ្ចឹងវាឡើងបន្ទុកវិជ្ជមានហើយចំណែកគម្រោងទី2គឺយើងសរសេរបានជា cycle បែបនេះអញ្ចឹងពេល cycle បែបនេះអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនវាមានអេឡិចត្រូនសរី2អញ្ចឹងជាប់ថានឹង1ថានឹង1ណាបងខ្ញុំជាប់បានទាំងអស់វាជាប់បានទាំងសងជុំវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់តាមច្បាប់អត្ថតាដូចគ្នាតែយើងមកមើលថាធាតទាំងពីរទម្រង់ទាំងពីរទម្រង់លវីទាំងពីរហ្នឹងវាមួយណាដែលមានអាតូមកណ្ដាលតិចជាងគេយើងមើលអាសៃខលនេះមានអាតូមកណ្ដាលទេអញ្ចឹងសៃខលនេះគឺអត់មានអាតូមកណ្ដាលទេធាតមួយណាក៏ជាអាតូមកណ្ដាលដែរអញ្ចឹង3អាតូមកណ្ដាលអាចចំណែកទម្រង់មួយនេះវិញគឺមានអាតូមកណ្ដាលតិចជាងគេគឺស្ពាន់ថ្មជាអាតូមកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកទម្រង់ទី1ជាទម្រង់ត្រឹមត្រូវហើយកាលណាវាស្ពាន់ថ្មឌីអុកស៊ីតចឹងយើងអាចទៅសេបានច្រើនទម្រង់លវីបែបនេះគឺវាគេនឹងនិយាយថាស្ពាន់ថ្មគឺមានទម្រង់ជារេសូណង់យើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតគឺអូសូនអូសូនដោយសារវាមាន O3 ទម្រង់វាអញ្ចឹងយើងរកទម្រង់អេឡិចត្រូនសរីសរុបមកគឺ18អេឡិចត្រូនដោយសារវា6អេឡិចត្រូនសរុបក្រៅហើយវាមាន3អាតូមអញ្ចឹងយើងគុំមាន3មកវាស្មើ18អញ្ចឹងយើងរកទ្វេតាអេឡិចត្រូនមកអញ្ចឹងទ្វេតាអេឡិចត្រូនគឺយើងយក S ចាញ់2មកគឺ18ចាញ់2គឺ9ទ្វេតាអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងយើងមកមើល9ទ្វេតាអេឡិចត្រូនតើយើងសរសេរបានមិនករណីទី1គឺយើងអាចសរសេរបានបែបនេះគឺហើយយើងដឹងថាហើយដឹងខាងលើនេះមានបន្ទុកវិជ្ជមានហើយខាងលើខាងនេះអុកស៊ីសែនមួយនេះមានបន្ទុកអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងមើលថាអុកស៊ីសែនមួយនេះវាត្រូវមាន6ទៅអត់ប៉ុន្តែវាមិនវាខ្វះអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងយើងរាប់1 2 3 4 5ដែលវាមានត្រូវមាន6អញ្ចឹងវាឡើងបន្ទុក1បូកទៅហើយចំណែកអុកស៊ីសែនខាងនេះវិញវាលើសអេឡិចត្រូនអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងវាលើសអេឡិចត្រូន1អញ្ចឹងវាឡើងបន្ទុកអវិជ្ជមានហើយចំណែកធាតុមួយតម្រងអូសូនមួយនេះវិញគឺដូចគ្នាដែរអត់មានបន្ទុកទេគឺយកដាក់បង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធ2ជាន់ហើយគ្រប់តាមច្បាប់អត្ថតា1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8អេឡិចត្រូនសរី8អេឡិចត្រូនអញ្ចឹងវាគ្រប់តាមច្បាប់អត្ថតាហើយចំណែកតម្រងទី3គឺយើងសរសេរជា cycle បែបនេះអញ្ចឹងក៏វាគ្រប់តាមច្បាប់អត្ថតាដែរ1 2 3 4អញ្ចឹងអូសូនអុកស៊ីសែនមួយមួយគឺមាន4ទ្វេតាអេឡិចត្រូនគ្រប់តាមច្បាប់អត្ថតាប៉ុន្តែយើងមើលថាកាលណានេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសយកតម្រងដែលមានអាតូមកណ្ដាលតិចអញ្ចឹងបើគេឲ្យយើងជ្រើសរើសយកតម្រងជាអាតូមកណ្ដាលតិចយើងអាចជ្រើសរើសយកទីនេះដែលជាតម្រងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្រងការជ្រើសរើសតម្រងលវិសគឺគេមិនត្រឹមតែគិតលើអាតូមកណ្ដាលតិចទេគេគិតថាបន្ទុកជាក់លាក់ហ្នឹងតិចទៀតអញ្ចឹងយើងមើលថាបើសិនជាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសយកអាតូមកណ្ដាលតិចយើងអាចសេតម្រងពីរនេះមួយណាក៏បានណាប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសអាតូមកណ្ដាលតិចហើយគិតទៅលើថាតើមានបន្ទុកជាក់លាក់ហ្នឹងតិចទៀតបើមើលបន្ទុកជាក់លាក់តិចគឺអូសូនដែលសេបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវណាហើយការដែលវាមានតម្រង3របៀបបែបនេះកាលណាអូសូនយើងអាចសរសេរតម្រង់បាន3របៀបបែបនេះគេថាអូសូនមានតម្រង់ជារេសូណង់ណាអញ្ចឹងតម្រង់រេសូណង់គឺមានថាធាតុឬក៏សមាសធាតុតែមួយហ្នឹងគឺគេអាចសរសេរបានតម្រង់ច្រើនអញ្ចឹងហើយវាមានតម្រង់ជារេសូណង់ណាមិញយើងមកជ្រើសរើសយកអាតូមកណ្ដាលតិចឥឡូវយើងមកជ្រើសរើសយកបន្ទុកជាក់លាក់តិចវិញចាបន្ទុកជាក់លាក់តិចណាយើងឧទាហរណ៍ដូចជាអង់ត្រាស៊ីនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរកអេសម៉ាលអាសូតវាមានអេឡិចត្រូនសពក្រៅ5តែវាពីអាតូមគុណ2មកពីត្រូសែន1គុណ4មក4អាតូមអញ្ចឹងយើងបូកទៅឃើញ18អេឡិចត្រូនហើយបន្ទាប់មកយើងរកអេស2អញ្ចឹងរកទ្វេតាយើងយក14ចែក2ស្មើនឹង7ទ្វេតាអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងយើងសរសេរតម្រងលវិសបានពីលវិសបែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលថាអាសូតវាមានអេឡិចត្រូនវឡង់វាហ្នឹងច្រើនជាងអ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសអាសូតគឺជាអាតូមកណ្ដាលដោយអ៊ីត្រូសែនមានអេឡិចត្រូនវឡង់វាមួយមួយអញ្ចឹងតិចជាងអាសូតអញ្ចឹងវាត្រូវនៅជុំវិញណាហើយបន្តមកទៀតយើងមើលថាអាសូតវាមាន5អេឡិចត្រូនសតាប់ក្រៅមែនប៉ុន្តែវាវឡង់3អញ្ចឹងមានតែ3អេឡិចត្រូនសេរីបោះអាសូតទេដែលត្រូវភ្ជាប់វា
បង្កើតបានទៅជាទ្វេតាសម្ព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតាម1 2 3មកហើយភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីទ្រូសែនជុំវិញមកហើយបន្តមកទៅដល់យើងជ្រើសរើសអាសូតដែលអាសូតមាន2អាតូមហើយយើងជ្រើសរើសវាជាអាតូមកណ្ដាលអញ្ចឹងប្រសិនវា2ផ្ទឹមគ្នាយើងចង់ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធមួយជាន់ហើយដាក់អ៊ីទ្រូសែនជុំវិញដូចគ្នាចេញមកហើយនៅសល់2ទ្វេ2អេឡិចត្រូនបង្កើតបានជាមួយទ្វេតាអញ្ចឹងមួយទ្វេតានៅលើអាសូត1មួយទ្វេតានៅលើអាសូត1ទៀតហើយសួរថាវាមានបន្ទុកអត់ចឹងបើបីដឹងថាវាមានបន្ទុកអត់តើយើងរាប់ចំនួនអេឡិចត្រូនកន្លងរបស់វាចឹងអាសូតនេះ1 2 3 4 5ចឹងវា5គ្រប់វាអត់មានបន្ទុកទេអាសូតទី2 1 2 3 4 5ចឹងកាលណាវាមាន5ចឹងអាសូតទី2ក៏អត់មានបន្ទុកដែរដោយសារតែចំនួនអេឡិចត្រូនកន្លងវាគ្រប់យើងមើលមកទម្រង់ទី2វិញទម្រង់ទី2គឺយើងឃើញថានៅលើអាសូតទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានបន្ទុកចឹងតើយើងធ្វើម៉េចដឹងថាតើអាសូតមួយណាមានបន្ទុកបូកបន្ទុកដកហើយមិនយើងដាក់បន្ទុកបូកនៅលើអាសូតខាងនេះហើយដល់ពេលហើយយើងដាក់បន្ទុកដកនៅលើអាសូតខាងមួយខាងទៀតចឹងយើងមើលថាអ៊ីត្រូសែនវិញវានៅខាងក្រោមអាសូតទាំងពីរប៉ុន្តែដល់ពេលនេះអ៊ីត្រូសែនដែលនៅខាងក្រោមអាសូតនេះវារត់មកនៅខាងលើអាសូតនេះវិញចឹងយើងធ្វើឲ្យអាសូតហ្នឹងវាមានអេឡិចត្រូនវាខ្វះអេឡិចត្រូនប្រឡងចឹងខ្វះមកយើងរត់ទៅដោយសារតែវាមាន1 1ចឹងណា1 2 3 4ដល់អាសូតមាន5អេឡិចត្រូនប្រឡងតែពេលនេះអាសូត1នេះគឺវាមានតែ4អេឡិចត្រូនប្រឡងហើយចឹងវាខ្វះអេឡិចត្រូនចឹងកាលណាវាខ្វះវាឡើងបន្ទុកបូកហើយចំណែកអាសូត1ទៀតយើងរត់ទៅវាមាន2ទ្វេតាចឹងវា4អេឡិចត្រូន4អេឡិចត្រូនហើយវាមានអេឡិចត្រូនសរុបសងខាងវា2ទៀតចឹងឡើងបាន6អេឡិចត្រូនចឹងវាធ្វើឲ្យវាលឹងអេឡិចត្រូនប្រឡងរបស់វាចឹងកាលណាវាលើវាឡើងបន្ទុកអវិជ្ជមាននៅខាងលើហ្នឹងចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតអេតាណុលដោយយើងរកអេឡិចត្រូនស្ពាប់ក្រៅសរុបអេឡិចត្រូនស្ពាប់ក្រៅសរុបរក S វាមកចឹងកាបូនមាន4អេឡិចត្រូនសរុបតែមាន2អាតូមចឹងយើងគុណនឹង2មកអ៊ីដ្រូសែនវាមានមាន1អេឡិចត្រូនប៉ុន្តែវាមាន6អាតូមណា5មាន1ទៀត6បូកចូលគ្នាណាហើយអុកស៊ីសែនមាន6អេឡិចត្រូនសរុបចឹងយើងបូកចូលគ្នាទៅឃើញ20 20អេឡិចត្រូនសរុប20អេឡិចត្រូនសរុបចឹងយើងរក S លើ2ចឹងយក20ចាញ់2បាន10ទ្វេតាណាហើយ10ទ្វេតាអេឡិចត្រូនចឹងយើងទៅសេបបាន2ទម្រង់បែបនេះចឹងគេហៅថាវាជាអេតាណុលក៏មានជាទម្រង់រេសូណង់ដែរតែយើងមើលថាដោយកាបូនហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែននេះវាមានអេឡិចត្រូនសរុបនឹងកាបូនច្រើនជាងអ៊ីដ្រូសែនចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសកាបូនជាអាតូមកណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកមានអុកស៊ីសែនដែលមានច្រើនជាងអ៊ីដ្រូសែនដែរចឹងវានៅបន្ទាប់ពីកាបូនណាហើយអ៊ីដ្រូសែនវាមាន1អេឡិចត្រូនសរុបចឹងវាត្រូវនៅជុំវិញគេដោយយើងឃើញថាកាបូនវាមាន4អេឡិចត្រូនសរុបចឹងហើយអ៊ីដ្រូសែននៅមាន1អេឡិចត្រូនសរុបចឹងយើងដាក់វាភ្ជាប់គ្នាមកហើយអុកស៊ីសែនវាមាន2អេឡិចត្រូនសរុបដែលត្រូវជាប់បង្កើតបានទៅជាគូទ្វេតាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាទ្វេតាសម្ព័ន្ធហ្នឹងយើងសេចឹងហើយនៅសល់4អេឡិចត្រូនសរុបចឹងដាក់វាជុំវិញហ្នឹងណាបង្កើតបានទៅជាទម្រង់បែបនេះហើយយើងមើលថាតាំងវាមានបន្ទុកអត់ចឹងយើងរាប់ចំនួនអេឡិចត្រូនប្រឡងរបស់វានៅតាមធៀបមួយទៅចឹងយើងមើលថាអ៊ីដ្រូសែនគឺគ្រប់ហើយចឹងយើងបាច់បាក់រាប់ទេយើងមើលកណ្ដោណា1 2 3 4គ្រប់កបោនទី2 1 2 3 4គ្រប់ហើយចំណែកអុកស៊ីសែន1 2 3 4 5 6គ្រប់អញ្ចឹងមានថាទម្រង់ទី1អត់មានបន្ទុកនៅលើវាទេដោយសារតែអេឡិចត្រូនប្រឡងវាគ្រប់ដល់ពេលធាតុទី2យើងឃើញថាមានបន្ទុកនៅលើកបោនហើយនិងអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងមានថាតើណាវាមានបន្ទុកវិជ្ជមានមានន័យថាវាកំពុងតែលើអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងយើងទៅរាប់យើងសរសេរហើយយើងមើលយើងជ្រើសរើសតំកណ្ដាលហើយយើងបំពេញសម្ព័ន្ធធាតុនៅជុំវិញហើយយើងរាប់យើងមើលអាតូមនៃកាបូនទី1ហ្នឹងវាមាន1 2 3 4 4អេឡិចត្រូនវឡងអញ្ចឹងវាអត់មានបន្ទុកទេដល់ពេលកាបូនទី2វាមាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងវាលើសកាលណាវាលើសវាឡើងបន្ទុកវិជ្ជមានដល់ពេលអុកស៊ីសែននេះវិញវាមាន1 2 3 4 5កាលណាហើយវាខ្វះអេឡិចត្រូនពូវា6ហើយវាមាន15អញ្ចឹងវាឡើងបន្ទុកវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងយើងករណីនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកបន្ទុកជាក់លាក់តែអញ្ចឹងធាតុសមាសធាតុទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានសរសេរបានទម្រង់2 2បែបនេះអញ្ចឹង
bà sân chữ kỳ ở dân chữ rơ rơ dọc bằng tục chạy lạc tác chân thiệp ní tùm rộng bạc ní cư trâm trở ní ní có trâm trở nè ná chân cà nà vi mình bằng tục chân dương ọt dèo về đời sang kỳ ở dân kết lưu bằng tục chạy lạc tạch bà nó vi mình bằng tục nhưng ọt dèo về tế chân chân này bà to tiếp cư ca kẹ nê chùm nguồn mê tà lạc trọng đòi chụp bùa sma thiết ý dòng cho nên bật top tiếp cư dân về pi ca kẹt tình nghĩa chấm nôn với ta lại trống trong cuộc mà thiệt ý dòng chẳng đối dân ban về chẳng tha bà sang chỉ ở cana vì như mình tục bốt dân thật đỏ cana vì như mình tục đó dân thật bột mình bốt tập tam chấm nôn mình tục bảo viện chẳng ưu ta đôi chia a mô nhóm chẳng y dòng a mô nhóm ở đồng chương thơ rồi mình tục chạy lại bảo viện chẳng như rồi ban đau ở số cái miên mà vì như pram vì như còn vì như pram lại trong tập đó dân pram bột thì mình nói Itrosan mình bốn à tốn trong vi mình bốn là tốn hay vi mình là trong tập ra vi mùi trong phần bốn đó và tái dương mơ tha vi mình mình tục bột mùi trong cana vi mình tục bột muối dương thật độ vi mùi trong dương thật tụi bài là bốn và phần bấy là trong sợi trong dương rộp ai sẽ lực nó dương chai vi nằm phi nó trong dương không tha vi mình bốn thuê tha để trần trong dương xe bàn bạn lý hay đời xa vi mình tục bột mùi trong dương đang thả bột nó nơi nơi lơ a số được còn ở là itrosan chứ nhưng mà rồi đó itrosan là chung với viêm viêm mưa khơi tham viêm miên mùi lại trong và lòng với scrub đặc biệt trắng hay a số dùng mà mưa tham viêm miên pram lại trong và lòng tái nước không mặc xịn đi viêm miên mùi vì bởi buồn viêm miên tập buồn này chẳng nghĩa khỏa cả na việc khỏa bị thật là mình tập bột mùi ai ưu ti ho ti pí được khní iong carbonat giống giống chân khơi tham viêm miên mình tập bị đỏ chân nhưng thở rồi electron và lòng sử dụng máu cứ ở bốn bột chứa mùi nâng cùng mùi để sao oxy sản hay cùng bầy máu bình tái dương mưu khăn thang dương thật bột pi để sao cái vì mình tục đọc từ trong bột máu dương thật bùn là lệch mập hay bùn là lệch trong sử dụng cho nhiên dục rộp ấy chạy pi máu chà rộp chứa mùi thuê tà chứa nhiên chạy pi máu chứa nhiên khơi bàn bạc mình hay vừa làm mình tục chẳng dương mưu tha dương mưu được khi này tới oxy sản mùi mấy dương mà làm một tục áp bệnh chẳng mình là vì dương cực bông tái lưu hình electron trong những khuôn tha tí muốn và muốn được coi là electron và làm cho một vì lượng cho mình làm một tục đỏ đặc biệt đó muối tí bấy bốn group oxygen muối tí bấy bốn pram và muối group trong oxygen muối muối tí bấy bốn pram và muối của phần lớp cho mình làm một tục đặc biệt cho mình nhé chà chúng đặc biệt ở đợt căn tại chỗ mà hai thà táp ở bồn dừa mê riêng bàn phần ná chẳng ở xong phố bồn thư ở lúc ăn quá rồi sẽ xây đặc nông dịp hơi hay ở đặc sân nào đặc nông classroom dương nâng mầm bước tầm ở khu thà táp ở bồn ảnh dưới mê riêng bàn phần ná chẳng mê riêng ngay nấy cư nạc khu rô ở miền phần ná hay dương nâng chụp như nơi chẳng là cực tỏ tiền ở cung trán xung rạp ca khắc không riêng số chẳng rực liền.